Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin đáng chú ý, Hà Nội. Chỉ tính riêng bệnh viện Bạch Mai, một ngày ghi nhận hàng trăm người đến khám bị rối loạn giấc ngủ sau khi mắc COVID-19. Dược phẩm Hoàng Hường tiếp tục vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo thực phẩm chức năng. Tạm ngừng thông báo ca bệnh, dừng hoạt động ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Cà Mau. Mỹ tiêu hủy gần 400 triệu liều vaccine COVID-19 vì chất lượng không đảm bảo. Australia sản xuất thành công vaccine COVID-19 nguồn gốc thực vật, hiệu quả trên 70% chống lây nhiễm, ngăn 100% nguy cơ trở nặng. Dư luận quốc tế đặt kỳ vọng đây sẽ là vaccine mới thực sự hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Và sau đây là thông tin đầu tiên. Dược phẩm Hoàng Hường tiếp tục vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo thực phẩm chức năng. Mặc dù vừa bị xử phạt 65 triệu đồng vì hành vi vi phạm quảng cáo cách đây gần một tháng, thế nhưng công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường vẫn tiếp tục vi phạm. Cục An toàn Thực phẩm vừa có thông tin cảnh báo đến người tiêu dùng như sau. Ngày 11 tháng 5, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế phát đi cảnh báo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường và hoạt huyết Hoàng Hường. Những video này có nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm rằng sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, quảng cáo quá công dụng, vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Giới thiệu sản phẩm viên xương khớp Hoàng Hường trên một kênh livestream, bà Hường nói rằng tất tần tật, những gì đau liên quan đến xương khớp, từ đầu xuống chân, em giải quyết được hết. Em không khẳng định là uống một liều sẽ hết, nhưng chỉ cần uống trong 1-2 tuần sẽ khỏi đến 50-60%. Ai nặng lắm thì 2 tháng là hết, dù xương khớp đau đến cỡ nào đi nữa. Những lời quảng cáo thần thánh đánh vào lòng tin của nhiều người. Dù sản phẩm đắt đỏ nhưng với tâm lý có bệnh vái tứ phương, nhiều người đã chi cả triệu đồng để sử dụng một liệu trình cho viên xương khớp Hoàng Hường. Cục An toàn Thực phẩm cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn Dược phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Australia sản xuất thành công vaccine COVID-19 nguồn gốc thực vật, hiệu quả trên 70% chống lây nhiễm, ngăn 100% nguy cơ trở nặng. Dư luận quốc tế đặt kỳ vọng đây sẽ là vaccine mới thực sự hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Vaccine COVID-19 có tên Covifans được Úc sản xuất là vaccine có nguồn gốc thực vật đầu tiên trên thế giới. Vaccine này đã được Bộ Y tế Canada cấp phép sử dụng để ngừa bệnh COVID-19 cho những người từ 18 đến 64 tuổi. Giấy phép của cơ quan y tế Canada xác nhận sau 2 lần tiêm. Vaccine Covifan có hiệu quả bảo vệ 71% đối với các triệu chứng của COVID-19 và có tác dụng ngăn chặn trường hợp mắc bệnh chuyển nặng lên đến 100%. Để sáng chế thành công loại vaccine này, các nhà khoa học tại Australia đã tham gia một chương trình sản xuất vaccine ngừa COVID-19 được nuôi cấy trên thực vật bản địa. Để sản xuất loại vaccine độc đáo này, các nhà nghiên cứu đã đưa vi khuẩn có chứa mã di truyền của virus SARS-CoV-2 vào bên trong một loại cây bản địa của Australia. Sau đó, cây phát triển các phần tử giống như virus và được chiết xuất để kết hợp với một loại chất bổ trợ để tạo nên vaccine. Với khả năng 70% ngăn lây nhiễm có triệu chứng và 100% ngăn khả năng trở nặng, đây được xem là loại vaccine thế hệ mới hiệu quả nhất từ trước đến nay, vượt mặt cả hai ông lớn là Pfizer và Moderna của Mỹ. Hiện hai loại vaccine này của Mỹ cũng không chống được lây nhiễm và cũng không ngăn được tỷ lệ trở nặng lên tới 100% theo những nghiên cứu lẫn thực tiễn. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Mỹ tiêu hủy gần 400 triệu liều vaccine COVID-19 vì chất lượng không đảm bảo. Theo một tờ báo của Quốc hội Mỹ công bố ngày 10 tháng 5, khoảng 240 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã bị tiêu hủy tại thành phố Baltimore, bang Maryland vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Vì kiểm soát chất lượng kém, nhiều hơn số lượng được tin tưởng ban đầu. 90 triệu liều khác mới được sản xuất kể từ đó cũng phải tiêu hủy vì lý do kiểm soát chất lượng và khoảng 60 triệu liều sẽ phải tiêu hủy do hết hạn trong thời gian kiểm dịch. Tuy nhiên, ngành chuyên môn chưa công bố cụ thể và tên cũng như chủng loại vaccine COVID-19 đã bị tiêu hủy. Báo cáo do Ủy ban Giám sát và Cải cách của Hạ viện và Tiểu ban về khủng hoảng COVID-19 soạn thảo cho biết một số đơn vị đã cố tình che giấu chính phủ liên bang về bằng chứng các số liệu vaccine bị tiêu hủy này. Hàng trăm triệu liều vaccine đã gặp các vấn đề về kiểm soát tài liệu và kiểm soát ô nhiễm, hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống máy tính không đầy đủ. Một số quy trình sản xuất và làm sạch đều bị lỗi. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đáng chú ý tại Hà Nội.
Chỉ tính riêng bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày ghi nhận hàng trăm người đến khám rối loạn giấc ngủ sau khi mắc COVID-19. Thời gian gần đây, số bệnh nhân tới khám tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai lên tới hàng trăm người mỗi ngày. Trong đó, 70-80% số bệnh nhân bị rối loạn giấc ngủ. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, số lượng bệnh nhân đến khám và chăm sóc sức khỏe tâm thần trong thời gian hậu COVID-19 là rất nhiều. Những biểu hiện rối loạn giấc ngủ tăng khoảng 121%, có những thời gian bệnh nhân đến khám khoảng 200-300 người mỗi ngày. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, tình trạng rối loạn giấc ngủ gia tăng, bên cạnh nguyên nhân khách quan có cả yếu tố chủ quan, trong đó phải kể đến việc một số người dân từ tâm lý căng thẳng do dịch bệnh đã để mình rơi vào tình trạng rối loạn khi không đi khám và được tư vấn kịp thời. Nguy hiểm hơn, những trường hợp tự ý dùng các loại thuốc điều trị khiến các vấn đề rối loạn ngày càng đa dạng và có cả những trường hợp bị trầm trọng hơn. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm, chúng tôi nhận thấy có sự tăng đột biến và đa dạng hóa các loại rối loạn giấc ngủ. Một nhóm bệnh nhân bị rối loạn, uống thuốc nam và bị dị ứng. Một số bệnh nhân bị các bệnh mãn tính như là đái đường, cao huyết áp, bệnh nhân sợ hãi do cách ly, suy nhược cũng xuất hiện nhiều trong giai đoạn vừa qua. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, khi mất ngủ kéo dài, người dân cần đi khám để có phương pháp điều trị phù hợp. Đặc biệt lưu ý, không lạm dụng các loại thuốc ngủ, lệ thuộc vào thuốc ngủ để tránh những biến chứng nặng hơn. Bên cạnh đó, những người đã từng mắc COVID-19 nên luyện tập thể dục hàng ngày, uống đủ nước, điện giải và cần phải quan tâm đến vệ sinh giấc ngủ. Ví dụ như là cân bằng thời gian ngủ ban ngày và ban đêm, tránh sử dụng chất kích thích, thực phẩm gây khó ngủ, thư giãn trước khi ngủ, tạo môi trường ngủ thoáng mát, thoải mái, ngừng sử dụng điện thoại trên giường khi đến giờ đi ngủ. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Tạm ngừng thông báo ca bệnh, dừng hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau. Ngày 10 tháng 5, tin từ Sở Thông tin Truyền thông Cà Mau cho biết, tỉnh ủy Cà Mau vừa có văn bản về việc tạm dừng hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động theo dõi, dự báo diễn biến tình hình dịch bệnh trong tham mưu chỉ đạo kịp thời, chuẩn bị các điều kiện phương tiện, vật tư y tế để đáp ứng tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Tỉnh ủy Cà Mau cũng thống nhất tạm dừng báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 hàng ngày của các huyện ủy, thành ủy về văn phòng tỉnh ủy. Theo tỉnh ủy Cà Mau, việc tạm dừng các hoạt động nêu trên là do hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, các hoạt động kinh tế, xã hội từng bước trở lại bình thường. Ngoài ra, việc tạm dừng cũng là để tập trung cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thời gian tới. Trước đó, tỉnh Cà Mau cũng tạm dừng hoạt động sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tại Cà Mau và tạm dừng hoạt động 111 trạm y tế lưu động. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.